Chúa bằng tràng cá nhân tức là lúc nào bạn cũng cần phải túc trực trả lời, đúng không? Cái chỗ bằng fanpage thì mình chốt bằng fanpage, mà từ trước giờ tất cả là fanpage. Nếu chị muốn chốt được nhiều đơn hàng thì câu trả lời là fanpage, nhưng nếu để làm cho nhân hiệu của mình khủng hơn, bền hơn thì câu trả lời là trang cá nhân. Được chưa? Thưa thầy, cho em hỏi là quảng cáo page và chạy quảng cáo trang cá nhân đấy, em thấy bây giờ người ta bảo có chạy quảng cáo trang cá nhân, đúng, thì hai cái đó khác nhau như thế nào thầy? Chạy quảng cáo page tức là tin nhắn sẽ trỏ vào page của bạn, khách hàng sẽ trỏ vào page của bạn. Chạy quảng cáo trang cá nhân tức là trỏ về nick Facebook cá nhân đang dùng đấy. Để ra nó có khác nhau như thế nào? Hai cái khác nhau về việc là nếu mà như này nhá, tính về hiệu suất chốt đơn hàng thì theo các bạn page tốt hơn hay là trang cá nhân tốt hơn? Em nghĩ là nó tùy vào cái trang cá nhân của người. Ví dụ chốt đơn hàng là mà. Chốt đơn hàng thì ví dụ như của em thì em trang cá nhân là tốt hơn. Thì đấy là sản phẩm dịch vụ. Được chưa? Tức là page nó sẽ tốt hơn. Mình không mà chốt bằng profile cá nhân. Và bạn đang chốt bằng profile cá nhân, thế bây giờ những cái tin nhắn mà gửi cho chồng hình của mình nó không mặc gì, chúng con được xem à? Thì hiểu chưa? Chốt bằng trang cá nhân tức là lúc nào bạn cũng cần phải túc trực trả lời, đúng không? Vâng. Cái chốt bằng fanpage thì mình chốt bằng fanpage, mà từ trước giờ tất cả là fanpage. Chị, nếu chị muốn chốt được nhiều đơn hàng thì câu trả lời là fanpage, nhưng nếu để làm cho nhân hiệu của mình khủng hơn, bền hơn thì câu trả lời là trang cá nhân. Được chưa? Nhưng trang cá nhân mà bị hạn chế quảng cáo thì lúc đấy sẽ cắt, không được chạy quảng cáo nữa. Vì vậy là câu trả lời là lập ra một fanpage, xây nó giống y hệt như trang profile cá nhân và chạy quảng cáo. Được chưa? Còn thường xuyên, chúng ta có thể thường xuyên chúng ta ghim luôn cái link Facebook cá nhân của chúng ta trên cái trang page đấy. Được chưa? Để khách hàng nếu có hoài nghi thì nhắn tin thẳng trực tiếp với chúng ta. Em làm dịch vụ TB Ghim 11, PT Ghim 11 được em, anh hiểu. Thế em muốn hỏi điều gì? Tức là cái page mới lập thì nó có ảnh hưởng gì đến hiệu quả của cửa hàng? Cái cửa hàng mới lập nó có ảnh hưởng đến khách hàng không? Sao? Nào, bây giờ page mới lập thì có ảnh hưởng gì không? Thì mình hỏi ngược lại, mỗi cửa hàng mới lập thì có ảnh hưởng gì không? Mới thuê và mới chuyển đến ấy, có ảnh hưởng gì không? Thế bây giờ nếu các bạn bảo có thì mình bảo là một cửa hàng mới lập, ví dụ như cái cửa hàng ốc, mình cho các bạn ăn 1.000 con hàu miễn phí, ăn chán chê BFS trong một tuần, đến ngày số 8 bắt đầu mình bán hàng, thì liệu cung của các bạn có thay đổi không? À thì đấy, thì đấy là hơi kiểu cái gì nhỉ, đàm phán kiểu cái tre nhỉ, điều đàm phán cái tre, chị hiểu không? Cái fanpage nó có đông khách hay không phụ thuộc vào quảng cáo và các chương trình cho quảng cáo, hiểu chưa? Bây giờ một cái thương hiệu mới ra thì đương nhiên nó không thể yêu cầu bán được hàng ngay, mà nó phải yêu cầu là làm sao để người ta ấn tượng về cái thương hiệu quần áo này, một cái fanpage này, thì lúc đấy mình sẽ chạy các chương trình liên quan đến gì, liên quan đến nhận biết, cho đi mini game kiểu như thế. Thì em sẽ trên em xin phép hỏi là mình muốn ẩn bình luận trên page ấn đi thì dùng pancake, nhưng mà ấn đi chẳng giải quyết vấn đề gì. Thằng nào đã ghét anh nó quét thì anh ấn bằng rời thì nó vẫn quét được hết. Phải dùng thêm ứng dụng bên ngoài hả? Nó quét được hết. Anh ấn đi tức là anh chỉ ấn cái bình luận đi, những cái link bài viết đấy vẫn tồn tại, và những cái tút, những cái phần mềm để quét ấy, nó lấy cái đường link đấy, nó quét ra tất cả những thằng nào bình luận, hiểu không? Thì cái việc ấn đi nó vô dụng, và ấn đi nhiều khi nó còn gây hại. Khách hàng trước khi nhắn tin nó đọc bình luận, và nó không đọc được bình luận thì nó sẽ có thể một số khách hàng nó khó ra. Cho em hỏi là cái page của anh trước có đăng ký rồi, bây giờ cái page của anh tạm thời bị hạn chế quảng cáo, thì đấy là anh đang bị hiểu nhầm. Page là page, tài khoản quảng cáo là tài khoản quảng cáo. Cái tài khoản quảng cáo của anh, cái xe của anh á, đang bị hạn chế không đi được. Còn cái xe của em vẫn đi được, anh chỉ cần đưa cho em page em chạy thoải mái. Tức là page của anh không bị làm sao, còn tài khoản của anh bị hạn chế quảng cáo, thì câu trả lời là bước 1 là kháng, lâm kháng cho anh đấy. Bước 2 là lập BM để mà chạy, tối làm bài tập. Được chưa? Thì ông này sẽ hướng dẫn cho anh. Được chưa? Page bị vô hóa thì làm thế nào? Bước 1 kháng, bước 2 là fanpage mới chạy quảng cáo luôn.
mình đang kinh doanh hai mảng bóng đá và tennis, cho mình lời khuyên bán một mảng hay hoặc một sản phẩm chủ yếu được không? Mảng đá bóng và tennis, hai mảng này là gọi là cho thuê sân tập đi, hai cái này là một. Thì bây giờ câu hỏi như này này, cái này là chạy quảng cáo quanh khu vực phải không, đúng không? Thế câu hỏi này, quanh khu vực đấy khách hàng thích bóng đá hay thích đánh tennis, thì câu trả lời sẽ là làm nghiêng về cái đấy nhiều hơn. Đã bao giờ các bạn khảo sát là chỗ đấy nó thích bóng đá nhiều hơn hay là tennis nhiều hơn chưa? Khi bạn đến một khu vực, bạn bảo tao là thằng đầu tiên mở ra sân tennis ở đây, thì tức là thằng đầu tiên phá sản hay là thằng đầu tiên làm cái tennis đi thành công, hiểu chưa? Đấy nhá, thì câu trả lời phải test đã, phải khảo sát khách hàng xem mà bóng đá nhiều hơn hay tennis nhiều hơn. Còn nếu mà cả hai mảng nó ok thì đương nhiên mình cắm cả hai mảng, tội gì mà không chứa, thì hiểu chưa? Rồi tiếp theo này, một sản phẩm chủ đạo, thì câu trả lời ở trong trường hợp này thì mình chưa khuyên được khi mà chưa có dữ liệu để khuyên, được chưa? Câu trả lời mình vẫn khuyên là bạn kinh doanh cả hai, bạn test xem một cái nhu cầu thị trường ở trong khu vực đấy nó thiên về cái nào thì mình thiên về làm cái đấy, được chưa? Đấy nhá, fanpage của em nhiều lại áo, bây giờ em chạy quảng cáo làm thế nào để chạy đúng tệp, em target nhưng nó vẫn học theo cái những người mà lai trang ấy, thì vậy em sẽ mất khoảng tầm 5 triệu để huấn luyện lại từ đầu, thay vì 5 triệu như thế thì lập luôn fanpage mới cộng với thêm một cái chiến dịch mình chạy cái page cũ xem cái nào hiệu quả hơn thì mình làm cái đấy. Cái fanpage có sẵn like nhá, vẫn chạy nhá, nhưng mà chỉ chạy 2 ngày thôi. Sau đó một cái fanpage mới lập cũng chạy nhá, xem cái nào hiệu quả hơn thì mình tập trung vào cái đấy. Hiệu quả là đơn nhá. Em chào thầy ạ. Em muốn hỏi là về sản phẩm của em ấy, là em kinh doanh cả điều hòa ấy, về điều hòa. Thì sản phẩm của em là sản phẩm cũ. Điều hòa cũ? Nó là đồ bãi ạ. Câu hỏi là gì? Nhật bãi ạ. Không, câu hỏi là gì? À, là em muốn hỏi là để em bán sản phẩm, em muốn hỏi là em muốn quay một cái video thì khoảng cần bao lâu, và em muốn bán nó rộng rãi hơn, bởi vì sản phẩm của em hiện tại ở trên miền Bắc thì đang được rất là nhiều anh em thợ và tất cả mọi người xung quanh ấy, là họ cũng lấy rất là nhiều. Đúng. Thế muốn bán lẻ hay muốn bán xỉ? Em cả xỉ cả lẻ, kiểu gì. Tách nó ra hai fanpage. Dạ. Tách nó ra hai fanpage. Tách ra hai fanpage. Ờ, để tránh trường hợp là khách hàng hỏi cái này bao nhiêu lại không biết báo giá xỉ hay báo giá lẻ. Vâng. Đúng không? Ê, đầu tiên này, mình hỏi này, bạn trả lời này, khi mua điều hòa của khách hàng sợ điều gì? Sợ là mua kiểu mua trên mạng sẽ không quen, và sợ sẽ là mua về dùng không được và sẽ bị hỏng. À, thế bạn có video xử lý vấn đề đấy chưa? Em chưa có. Thì đấy là cách mà bạn cần phải làm, đúng không? Rồi, khi mua trên mạng khách hàng sợ là mua phải chỗ không uy tín. Rồi, thế bây giờ tiếp theo này, thế bây giờ ví dụ như bạn nói rằng bạn là thằng uy tín về bán điều hòa rồi, nhưng đây là một khách hàng mới định mua điều hòa của bạn, khách hàng sợ điều gì? Sợ điều gì? Vẫn là không uy tín thôi ạ. Không phải không uy tín, thế không uy tín được. Nếu mà là không uy tín nhá, không uy tín được thể hiện qua các gạch đầu dòng gì? Gạch đầu dòng 1 là gì? Là gì? Uy tín này, thằng này uy tín này này. Nhưng mà cái uy tín của mỗi người nó có phải là đang không có cái gì để đo lường về chữ uy tín không? Thế bây giờ cái gì để đo lường về chữ uy tín nào? Cái điều hòa, cái gì để đo lường một cái uy tín? À, có cửa hàng là uy tín đúng không? Bạn này nói là có cửa hàng. Có cửa hàng. Thế đã sâu lên chưa? Dạ. Đã sâu lên chưa? Sâu cửa hàng lên chưa? Sâu luôn. Để sâu. Sâu là sâu gì? Sâu tất cả luôn. Tất cả mặt hàng mà em bán vào cửa hàng. Sâu là sâu địa bằng chỉ, hình địa chỉ, địa chỉ. Ừ. Địa chỉ. Sâu là sâu bằng hình ảnh đúng không? Vâng. Sâu mặt chưa? Chưa. Thế thì nó in cái biển quảng cáo ghi chữ cửa hàng 82 Trường Khúc, điều hòa siêu rẻ, chúng mày đến đây mà nhận. Nó đến đây nó là một cái tòa office, phải không? À, mình chưa sâu mặt của mình, không uy tín phải không? Rồi gì nữa? Không uy tín là gì nữa? Chất lượng kém. Thế làm thế nào để biết điều hòa nhiệt bãi tốt và điều hòa nhiệt bãi kém? Làm video gì? Cái này thì chỉ có thợ người ta mới biết được, chứ còn người mua. Ô, xin lại chỉ có thợ thôi á. Thế mình phải giáo dục cho thằng khách hàng ấy, nó biết được nó là tốt hay không tốt. Còn thợ nó nhìn vào kệ chúng ạ. Nào làm thế nào biết. Bây giờ bán điều hòa nó khác bán xe cũ không? Tức là em bán thì em bán vẫn được số lượng nhiều, em chỉ muốn chạy để làm sao mình ra được content nó chuẩn hơn. Thì đây đang chỉ cho cách chạy đấy. Vâng. Hiểu chưa? Bây giờ là điều hòa tốt và không tốt nó được phân biệt như thế nào? Đừng nói là chỉ thợ mới biết, tức là chỉ thằng thợ mới mua.
Bây giờ nếu mà chỉ thằng thợ mua thì nó mua xí, nó không mua lẻ, phải không? Phải không? Thế muốn thằng khác mua lẻ của mình thì mình phải giáo dục được là tốt và không tốt được nhận biết như thế nào. Anh làm điều hòa, theo anh điều hòa nhiệt bãi tốt và không tốt nó khác nhau ở những khía cạnh nào? Nói chung là nó nhiều vấn đề lắm này. Nhiều là cái gì, gạch nó ra, nói luôn ra mà. Thì mình làm ra. Thì mình còn phải kiểm tra nó nữa. Kiểm tra cái gì? Vâng. Test máy. Test cái gì? Test cho nó chạy lên. Rồi. Vâng. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra máy móc, ví dụ như là dàn giết của nó này. Ừ. Đó. Dàn giết làm sao? Dàn mà ngon mà mới thì là máy nó ngon thôi. Như nào là ngon, như nào là mới? Nó ngon như mới là nó ngon, là nó không bị, là nó còn zin đó, nó không bị hỏng, nó không bị thủng. À, không bị hỏng, không bị thủng, zin nữa. Không bị thay thế linh kiện, phải không? Đúng rồi, không bị thay thế linh kiện. Bây giờ nó là liên quan đến việc nó giống như cái bếp thôi. Vâng. Một cái bếp xịn ấy thì lõi đồng nó dày hơn. Cái đường ga chấm chấm chấm, cái đường điện, cái bảng mạch của nó bảo toàn tốt hơn. Thì đấy, với một cái bếp đẻo ấy thì được dựng lại. Thì lỗi lo lớn nhất khi mà bán hàng cũ ấy là bị thay thế, là bị dựng lại ấy. Thì mình làm ra giúp người ta phân biệt được, nếu mà nhìn vào bên ngoài ấy, thì nhìn vào những điểm nào để biết được nó là dựng hay không dựng. Ví dụ như cái ô tô ấy thì nó có lắp cabo ấy, thì những cái mẫu hàn ở đây này, để cho hàn từ nhà sản xuất nó sẽ hình như thế nào, nó thể hiện được. Hàn mà hàn mình tự hàn vào thì nó khác nhau như nào, nó tự dựng được. Vâng. Anh hiểu không? Vâng. Thì bây giờ ví dụ như là ô tô mà ngập nước, nó nhìn như thế nào nó biết. Thì cái điều hòa của mình là điều hòa đẻo ấy, nhìn như thế nào biết, mình dựa vào kinh nghiệm của mình chia sẻ với người ta. Thì người ta tin, người ta mua cái sản phẩm của mình. Hiểu chưa anh? Vâng, em xin hết rồi, em cảm ơn thầy. Đấy là một ví dụ thôi nhá, còn nhiều lắm.